Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 122. Ý nghĩa thật sự của đời sống. Đôi khi chúng ta đến đây với một sự lựa chọn rất là đặc biệt. Nhưng khi xuống đây rồi chúng ta quên mất. Cho nên cái mà chúng ta đặc biệt chọn trên thiên đàng trở thành như một chướng ngại hoặc gánh nặng trong cuộc sống ở đây. Nhưng thật ra ân sủng đến qua nhiều đường lối, nhiều hình thức khác nhau. Tiếng Anh người ta nói là cây mạnh nhất mọc ở chỗ đất khó trồng nhất. Cho nên chúng ta không nên chú tâm vào cái mà chúng ta đã chọn, hoặc những cái kêu bằng bất lợi mà chúng ta nghĩ rằng mình có. Bởi vì dầu sao tất cả cũng chỉ là ảo tưởng. Thay vào đó nên chú tâm vào cái mà chúng ta muốn kiến tạo trong đời. Những cái mình đang có thay vì những cái mình không có. Vô số những cái chúng ta không có, nhưng rất nhiều cái chúng ta có mà chúng ta biết, và cũng rất nhiều cái chúng ta có mà chúng ta không biết. Thành ra chúng ta có rất nhiều để dùng. Khi còn trẻ, vì tôi nhỏ con cho nên nhiều người hay chọc ghẹo làm tôi rất buồn. Nhưng sau đó, một thời gian sau, tôi gặp những người rất thích tôi vì tôi nhỏ con. Tôi nhận thấy những người kia không tốt. Cho nên thật ra, tất cả mọi việc ở đời đều có mục đích. Đôi khi, trước khi đến thế giới này, chúng ta đã chọn phương cách khó hơn để tu hành. Chúng ta nói được, tôi muốn làm người thấp hơn, hoặc người mập hơn, hoặc một người cao bất thường. Hoặc là tôi muốn là một người tàn tật để trả, tiến lẹ hơn trên đường tìm Thượng Đế, hoặc để giúp người khác tìm thấy Thượng Đế trong cùng hoàn cảnh như tôi, để giúp đỡ những người cùng chung cảnh ngộ. Nhưng khi xuống đây, chúng ta đeo vô bộ óc con người, rồi bắt đầu so sánh mình với những người khác. Chúng ta bắt đầu có mặc cảm, bắt đầu cảm thấy rằng sự lựa chọn của mình bây giờ quá ư bất lợi. Nhưng đó chỉ là đầu óc nghĩ như vậy. Chúng ta là Thượng Đế, và khi trở về thiên đàng hay khi thật sự khai ngộ, bề ngoài của chúng ta như thế nào cũng chẳng có nhằm nhò gì. Chúng ta không còn cảm thấy khó chịu. Điều chính yếu là khai ngộ. Khai ngộ sâu xa để có thể tìm thấy thiên đàng ngay bây giờ. Để biết rằng không có gì thật sự là mình. Ngay cả sắc đẹp hoặc khuyết tật bên ngoài cũng không phải là mình. Những thứ này không phải là chúng ta mà chỉ là quần áo. Cho nên, điều quan trọng là khai ngộ. Ngoài ra không còn gì khác. Rồi tất cả những thứ khác sẽ đến. Giáo lý chọn lọc. Hãng bảo hiểm Quán Âm vạn năng. Chúng ta cần phải tu hành, nếu không thì rất đáng thương và chúng ta sẽ khổ. Dù chúng ta có trở thành một ông vua hay một vị phạm thiên trong tam giới, sẽ không ai cứu vớt chúng ta hoặc cúng dường chúng ta sau khi chúng ta chết. Chúng ta sẽ đi ra với hai bàn tay trắng. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ và cô đơn, không ai thân thích. Cho nên, tôi xót thương cho những người không tu hành đó. Tôi khóc mỗi khi nghĩ đến họ. Khi xa ngã rồi, thì phải mất một thời gian rất lâu, không thể nào tưởng tượng. Hàng ức năm trước khi có thể lên trở lại. Không phải chuyện dễ. Khi lên đây lại, chưa chắc đã được thân người liền. Dầu cho có làm người cũng chưa chắc được nghe đến tên của một vị minh sư hay tìm được một minh sư có thể che chở, thương yêu, săn sóc và an ủi hay cầm tay kéo họ lên cao. Tìm được một vị minh sư như vậy không phải dễ. Chúng ta, những người tu pháp môn Quán Âm có thể ra đi khi thời điểm đến, ngay cả lúc bị bệnh. Do vậy, khi ra đi, chúng ta đã có bảo hiểm và một nơi mà chúng ta có thể nương tựa. Chúng ta được sự che chở của một hãng bảo hiểm vạn năng. Cách này là an toàn nhất. Những người không tu Pháp Quán Âm đi nhanh như chớp, không đủ thời gian cho Thượng Đế và các thánh nhân đến cứu họ. Linh hồn của họ không có một nơi nào để nương tựa. Thế nhưng, chúng ta, những người tu Pháp Môn Quán Âm cảm thấy rất an toàn. Dầu cho lâm bệnh, chúng ta cũng không cần lo lắng. Chúng ta biết sẽ không sao cả. Linh hồn chúng ta an nhiên tự tại. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để mà giải thích tại sao chúng ta cảm thấy hết sức an nhiên.
Đầu óc không biết, nhưng trí huệ chúng ta biết, linh hồn chúng ta biết. Chúng ta cảm thấy thật an ổn. Cho nên, dù không tránh được nghiệp quả hay định nghiệp, chúng ta cũng đã có bảo hiểm. Thành thử chúng ta không sao cả. Chẳng hạn như khi lái xe, chúng ta biết mình có thể bị tai nạn, xe có thể bị hư. Chúng ta có thể mất hàng trăm ngàn trong nháy mắt, hoặc chúng ta có thể bị thương. Nhưng vì có bảo hiểm nên chúng ta dám lái xe, ngay cả những chiếc xe đáng giá mấy trăm ngàn. Khi tai nạn xảy ra, hãng bảo hiểm sẽ bồi thường, đôi khi còn nhiều hơn những phí tổn hoặc mất mát thật sự. Hãng bảo hiểm Quán Âm vạn năng của chúng ta quyền lực cao cường hơn và lợi ích hơn vậy nữa. Cho nên, dầu cho xe của chúng ta có bị hư, chúng ta cũng không sợ. Một thời gian sau, chúng ta sẽ được bồi thường tất cả. Chúng ta được một thân thể khác, một công cụ tốt hơn, y phục xinh đẹp, chỗ ở tốt hơn, một thế giới tươi sáng hơn cho chúng ta hưởng thụ. Không phải chúng ta không còn gì cả khi mất thế giới này, mà một thế giới tốt đẹp hơn đang chờ đón chúng ta. Vì vậy, chúng ta rất sung sướng, an toàn. Linh hồn chúng ta biết, bên trong biết chắc chắn như vậy. Cho nên, phải mất hàng ức niên kỷ trước khi chúng ta có cơ hội biết đến Pháp Môn Quan Âm. Nếu chúng ta không trân quý cơ hội này, thì dù cho Thượng Đế có đến, cũng không cứu nổi chúng ta. Thật sự là như vậy. Sư phụ khai thị, tình thương thánh thiện mới là tình thương thật sự. Tình thương vô điều kiện. Cảm ơn quý vị rất tử tế, rất tốt và là những thánh nhân trong thế giới thiếu thốn này. Cảm ơn quý vị đã rất tốt trong những năm nay đối với chính mình, đối với thế giới và đối với tôi. Qua tấm lòng tử tế của quý vị mà chúng ta đã làm được rất nhiều việc Thượng Đế giao phó. Chúng ta đã giúp đỡ các anh chị em của chúng ta trên thế giới. Điều quan trọng không phải là những cái vật chất mà là tình thương vô điều kiện quý vị đã gói ghém trong những món quà đó và sự an ủi quý vị đã đem đến cho những anh chị em thiếu thốn của chúng ta. Dù chúng ta biết họ không thật sự thiếu thốn, nhưng biết mình có tình thương trong những hoàn cảnh như vậy, đối với những người như vậy, cũng là một điều tốt. Chúng ta ai cũng biết rằng tất cả những người này là Thượng Đế, là con cái của Thượng Đế, không ai cần bất kỳ cái gì từ ai, nhất là từ chúng ta. Họ đã hiện thân làm những người như vậy để cho chúng ta được bày tỏ tình thương. Đối với tôi, chứng kiến tình thương vô điều kiện như vậy là một món quà rất lớn, một đặc ân vô cùng. Nhiều khi tôi nghĩ, sao tôi lại xứng đáng được những người rất tốt như quý vị? Tôi biết, thỉnh thoảng chúng ta cũng có một vài xung đột vì kiến thức, vì thói quen. Nhưng mấy điều này chỉ là chuyện nhỏ. Tính tình không hợp hay những vấn đề ngã chấp chỉ là chuyện nhỏ nhặt bên ngoài so với sự vĩ đại của quý vị, so với tình thương mà quý vị mỗi ngày, mỗi ngộ thêm lên. Nhận thức được thực chất của Thượng Đế. Từ khi bước vào hàng ngũ thánh nhân, quý vị bắt đầu nhận thức được khả năng của mình, có thể ban bố tình thương cho kẻ khác nhiều như thế nào. Bên trong quý vị vĩ đại ra sao, và quý vị có thể tiếp tục thể hiện nhiều hơn thế nữa. Tìm Thượng Đế, tìm Thiên Quốc là như vậy đó. Chính quý vị là thiên đàng, chính quý vị là Thượng Đế. Cho dù Thượng Đế là một người đi nữa, Ngài cũng chỉ có thể hiển lộ tình thương của Ngài qua chúng ta. Cho nên, chúng ta đại diện cho tình thương đó. Chúng ta đại diện cho Thượng Đế. Khi nào quên, thì phải ráng nhớ lại. Đó là cách cho chúng ta trở nên vĩ đại. Đó là cách cho chúng ta ngộ ra Thượng Đế. Không có Thượng Đế nào chúng ta có thể nắm được, ôm được, có thể trách móc, cầu nguyện, ngoại trừ tình thương vĩ đại đó. Càng biểu lộ tình thương đó bao nhiêu, chúng ta càng gần quả vị Thượng Đế bấy nhiêu. Đó chính là ngộ ra Thượng Đế. Cho nên, một số quý vị hỏi tôi, đời là gì và Thượng Đế ở đâu? Lúc mới đầu khi quý vị chưa hiểu nhiều. Nhưng tôi nghĩ bây giờ chắc nhiều quý vị đã hiểu. Chỉ có một Thượng Đế bên trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều là người đó. Và tùy chúng ta có muốn đem Ngài ra cho thế giới thấy, cho chúng ta thấy hay không. Không ai khác có thể giúp được chúng ta. Bởi vì quý vị hay nghĩ rằng,
Ồ, sư phụ phải giỏi, sư phụ phải như thế này, thế kia thì tôi mới theo. Không, không, đừng theo sư phụ nào cả. Không có sư phụ, vì chúng ta là một, nên không có đệ tử, không có sư phụ. Chỉ có người đi xa hơn một tí, hoặc đi phía trước chỉ đường cho những người đi sau. Nhưng sau này tất cả đều như nhau, cho nên không có thượng đế nào khác ngoại trừ thượng đế bên trong quý vị. Thành ra Kinh Thánh mới nói rằng thiên quốc ở trong con, và các con là ngôi chùa của thượng đế và Đức Thánh Thần ngự trong các con. Đó là sự thật duy nhất. Không cần biết các minh sư giảng đạo nhiều bao nhiêu hay chúng ta nói bao nhiêu bài thuyết pháp dài, cũng chỉ có một sự thật mà thôi. Đó là chúng ta có thượng đế bên trong. Còn tùy mình muốn thể hiện ngài hay không. Thì quý vị có chịu nhận mình là nguồn gốc của trí huệ, là tình thương và sự vĩ đại đó hay không? Đừng để những vấn đề trần tục hay những thói quen, tính nết không cho quý vị nhớ lại chân ngã của mình. Đánh thức sự vĩ đại trong ta. Mỗi khi thương ai một cách vô điều kiện, mỗi khi đến với ai từ sự vĩ đại này, đó chính là chân ngã của quý vị đang làm. Mỗi lần làm như vậy là quý vị nới rộng chân trời của mình, nới rộng con người của mình và trở thành càng ngày càng vĩ đại. Quý vị không trở thành vĩ đại, quý vị đã vĩ đại rồi. Đó chỉ là quý vị đang dùng sự vĩ đại của mình mà thôi. Nếu có tiền nhiều trong nhà băng mà không bao giờ rút ra thì không tốt. Rồi thời gian trôi qua, chúng ta có thể quên luôn là mình đang có tiền. Đôi khi tôi đi nhà băng rút ra một ít tiền và cảm thấy rất biết ơn người thủ quỹ, người đưa tiền cho tôi. Sau đó tôi nghĩ rằng, ủa, đây là tiền của mình mà. Bây giờ trường hợp chúng ta cũng vậy. Bất cứ chuyện thần kỳ nào hiện đến trong đời, bất cứ diễn biến vĩ đại nào xảy ra có lợi cho quý vị, tất cả đều của quý vị ngay từ đầu và luôn luôn là của quý vị. Nhưng vì quý vị đã quên, không biết mình vĩ đại như thế nào, đã quên kho tàng bên trong quý vị, cho nên bây giờ quý vị thấy cảm ơn mỗi một đặc ân, sự giúp đỡ nhỏ nhỏ đến với mình. Biết ơn cũng được, nhưng hãy nhớ rằng quý vị sẽ luôn luôn có những cái này. Càng lấy ra bao nhiêu, càng thấy kho tàng của mình to bấy nhiêu. Cho nên, hãy sử dụng tình thương thượng đế này, quyền năng thượng đế này, rồi quý vị sẽ nhận thấy mình quả thật là minh sư, quả thật là còn thượng đế. Không gì khác ngoại trừ sự huy hoàng, ngoại trừ ngôi vị tối cao trong vũ trụ. Nó là của quý vị. Đừng cảm ơn tôi, đừng cảm ơn ai hết ngoại trừ chính quý vị mỗi khi chuyện gì xảy ra trong đời sống. Cũng đừng trách ai khi chuyện gì xấu xảy ra trong đời sống. Vì chúng ta là người tạo ra tất cả những chuyện này, tốt hay xấu. Nhưng xin nhớ tạo điều tốt để chúng ta thể hiện Thượng Đế trên tinh cầu này, làm nó thành thiên đàng. Nếu nghĩ ngợi những chuyện không tốt, hành động không tốt hoặc kỳ vọng những điều không tốt xảy ra thì chúng ta sẽ gặp những cái đó. Chúng ta là Thượng Đế nên chúng ta có khả năng cụ thể hóa tất cả những cái gì mình muốn. Nên nhớ như vậy. Cho nên, hãy ráng để ý tới việc thiền định của quý vị, khai thác lại lực lượng này để quý vị có thể kêu gọi toàn thể vũ trụ dưới quyền chỉ huy của quý vị, làm được bất cứ chuyện gì cho mình, cho người quý vị thương. Tôi không thể giúp quý vị nhiều ngoại trừ cho quý vị biết như vậy, rằng quý vị rất vĩ đại, hãy ráng nhớ lại sự vĩ đại của mình. Mỗi lần thất bại, mỗi lần cảm thấy khổ sở, mỗi khi buồn bã hay cảm thấy bị kéo vào cuộc sống nặng nề trong thế giới vật chất, hãy cố gắng kéo mình lên, tự nói với mình rằng chuyện này không phải thật. Lạc quan mới là cái có thật, Thượng Đế mới là cái có thật, tình thương mới là cái có thật. Bất cứ gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ được, đó mới là cái có thật. Chúng ta sẽ được mọi điều tốt lành vì đó là cái mà Thượng Đế muốn chúng ta được. Gõ thì sẽ được mở, hỏi thì sẽ được cho. Quý vị nghĩ Thượng Đế nói dối hay sao? Tại sao Ngài lại nói như vậy nếu điều đó không đúng? Ngài nói cho vui thôi sao? Không, Ngài không thể đùa cợt với tình cảm của chúng ta vì Ngài là Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải tin. Vấn đề là lòng tin ít ỏi của chúng ta không cho phép chúng ta tin vào chuyện đúng. Vấn đề là ở chỗ đó. Luôn luôn khẳng định
Cho nên chúng ta phải làm việc quanh đầu óc, cố gắng làm chủ sự suy nghĩ của mình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện không tốt, xua nó qua một bên. Lập tức thay vào đó tư tưởng ngược lại, tư tưởng khẳng định. Giả sử quý vị đang nghĩ, à, tôi sắp sửa mất rồi, tôi sắp mất công việc này rồi, tôi sẽ lỗ 100%. Mọi sự xui xẻo quá, tôi sắp lỗ vốn rồi. Giả sử quý vị nghĩ như vậy thì đừng nghĩ thế. Nói rằng, không, không, tôi sẽ thắng dầu chuyện gì xảy ra, tôi sẽ thắng. Dù không thắng đi nữa, cũng có mất mát gì không? Chọn cái nhìn phủ định bi quan tốt hơn hay sao? Vậy thì lạc quan cho rồi. Không mất mát gì cả, mà lại có thể được cái gì đó. Quý vị không thể không thành công khi nghĩ khẳng định lần đầu, nhưng chúng ta đang huấn luyện đầu óc nghĩ khẳng định. Cho nên, nếu không thành công lần đầu, cũng đừng có bỏ. Lần sau lại nghĩ khẳng định nữa, nghĩ tốt nữa. Ít nhất, quý vị cũng đang tập nghĩ tốt, nghĩ khẳng định dù sao cũng là mình dễ chịu. Khoa học chứng minh rằng, nếu giả bộ cười hay miễn cưỡng cười, các tế bào trong cơ thể vẫn đem lại tâm trạng vui vẻ. Thành ra, tại sao mình không luôn luôn nghĩ với nụ cười để ra lệnh cho cả thân thể và con người mình đem lại một tâm trạng vui sướng cho chúng ta? Khi một người vui, họ thu hút những điều may mắn. Ai cũng biết như vậy. Do đó, từ nay trở đi, chúng ta hãy tập làm như vậy. Cùng với lực lượng quán âm hỗ trợ cho sự suy nghĩ khẳng định này, chúng ta sẽ tiến, được không? Đừng bao giờ cho phép mình nghĩ phủ định nữa. Dù bị những kinh nghiệm xấu, xấu thật là xấu, bị tới bị lui, cũng đừng cho phép mình nghĩ như vậy. Nhưng có một điều là, nếu những kinh nghiệm xấu cứ xảy ra hoài hoài, trong một trường hợp thì cũng đừng cố bám vào đó mà nói rằng tôi sẽ chuyển nó thành tốt. Sau khi làm thử 10 lần rồi mà nó vẫn không công hiệu thì thay đổi toàn bộ. Bỏ hết tất cả tình trạng đó làm cái mới. Nghĩ lạc quan không có nghĩa là cứ dính trong sình, mọc trong tường rồi nghĩ lạc quan. Quý vị dính chặt vào đó rồi nói rằng tôi sẽ lạc quan, tôi sẽ thoát khỏi chỗ này, tôi sẽ nghĩ khẳng định. Nếu nghĩ lạc quan mà vẫn không ra khỏi chỗ đó được thì phá tường, ra khỏi tình trạng đó. Thành thử lạc quan có nghĩa là nếu làm vậy không công hiệu thì điều đó không có nghĩa tôi là một kẻ thất bại. Vậy thôi. Nếu tình trạng này không được thì tôi sẽ tạo ra tình trạng khác cho tôi. Tôi sẽ không uổng phí sức lực vào công việc không có kết quả này. Tôi sẽ bỏ sức vào một đường lối hiệu quả hơn, trong một công việc khác khích lệ hơn, hợp lý hơn, và nó sẽ mang lại kết quả. Bởi nếu cứ dính vào một tình trạng và cứ thất bại hoài, quý vị cũng sẽ mất khả năng suy nghĩ lạc quan. Mất cái đó là tệ hại nhất. Trong khi làm việc, thỉnh thoảng thất bại một lần không sao, bởi vì đôi khi không phải là lỗi của mình mà nó thất bại. Những người làm việc cùng với mình hay những người khác cũng phủ định luôn. Họ làm cản trở chúng ta hoặc ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của mình, cách làm việc của mình. Nhưng nếu thất bại hoài và cứ cố làm việc qua những người này, quý vị dần dần cũng sẽ nghĩ mình là một người thất bại và tự trách mình, rồi mất đi lực lượng nghĩ khẳng định này. Như vậy là không tốt. Cho nên, sau khi cố gắng nhiều lần, nếu vẫn không được, thì phải biết lúc nào ngừng và thay đổi. Không cần phải luôn luôn cố gắng dời non. Khi nói rằng, ồ, sư phụ bảo tôi phải lạc quan, tôi sẽ không đi đâu cả, đợi khi nào ngọn núi này di động mới thôi, thì quý vị cứ việc ngồi đó mà dời non. Quý vị phải biết cái gì cần để dùng sức của mình, bởi vì cũng có thiên ý nữa. Có những việc khác để làm, những công tác khác hay hơn để bỏ công sức vào. Không cần lúc nào cũng dính trong bụng, cảm thấy phải làm gì đó cho tới cùng để mà cảm thấy mình thành công. Đó là bướng bỉnh, không phải nghĩ khẳng định mà là bướng. Thành ra đôi khi chúng ta cũng phải ngồi xuống một hồi. Nếu có cái gì đó xảy ra không đúng thì phải ngồi xuống một mình, nghĩ lại. Làm như vậy có kết quả không? Có đáng tiếp tục không? Nếu không thì chúng ta phải có can đảm và trí huệ để dừng lại, rồi bắt đầu nghĩ lạc quan trở lại. Đừng bao giờ đầu hàng sau một lần thất bại. Chuyện tình nghĩa cũng vậy. Nếu quả thật quý vị đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không ổn, thì có lẽ nên trả tự do cho nhau, rồi đi làm một cái gì đó khẳng định hơn,
cho thời gian còn lại. Dần dần thế nào nó cũng ổn. Nhưng tùy quý vị muốn bỏ sức lực và thời gian vào việc này hay việc kia, quan hệ tình cảm này hay quan hệ tình cảm kia. Thiền định dễ dàng. Nhưng đừng bao giờ bỏ thiền, mặc dù hôm nay quý vị không thấy ánh sáng, ngày mai sẽ thấy. Và nếu không thấy ánh sáng đi nữa, cũng không có nghĩa là quý vị không thấy. Quý vị có thể chậm, quý vị có thể bị phân tâm. Không thấy ánh sáng có thể vì quý vị ngủ trong lúc thấy ánh sáng. Mắt trí huệ của quý vị thấy nhưng đầu óc không biết. Trên tinh cầu này, không có ai được truyền pháp môn Quán Âm mà không trông thấy ánh sáng. Chuyện đó tôi biết. Không có vấn đề con không trông thấy ánh sáng, con không nghe thấy âm thanh. Tôi không tin điều đó. Chỉ là một sự hiểu lầm đâu đó thôi. Quý vị phải ráng. Thấy ánh sáng rất dễ, không cần phải cố gắng. Dây điện cắm vô rồi thì phải có điện. Không phải là vấn đề. Quý vị có thể thiền bằng cách ngồi như vậy hay ngồi như vậy. Sư phụ ngồi ngửa ra điệu bộ tiếu lâm. Mọi người cười và vỗ tay. Quý vị có thể trồng cây chuối thiền cũng được. Tôi không cần biết tư thế gì, quý vị sẽ thấy ánh sáng. Chỉ cần buông lỏng để Thượng Đế tiếp tục. Đừng có hối ông, đừng trông chừng ông. Tôi ngồi nửa tiếng 20 phút rồi mà ông ở đâu? Bởi vì nếu còn bận với khả năng đầu óc giới hạn này, chúng ta không thể lên khỏi đẳng cấp của đầu óc, bởi vậy mới không thấy ánh sáng tới. Đừng bận tâm vào bất cứ chuyện gì, thậm chí cũng không đợi ánh sáng hay đợi âm thanh, không gì cả. Nó sẽ đến. Chỉ cần đặt niềm tin vào lực lượng minh sư, vào quyền năng Thượng Đế và nói rằng, Ngài làm, tôi chỉ ngồi đây đợi. Cũng không cần phải nói như vậy, cứ ngồi đó nhớ tới trung tâm khai ngộ, làm bấy nhiêu đó thôi. Thỉnh thoảng lặp lại một hay hai danh hiệu. Nếu cảm thấy mình không có đủ ánh sáng, thì có lẽ quý vị nên đợi lúc nào đầu óc nghỉ ngơi hơn. Đa số là sau khi thể dục thể thao mạnh, hoặc sau khi làm việc mệt nhọc, quý vị có thể ngồi xuống và cảm thấy dễ chịu hơn. Vì lúc bấy giờ đầu óc mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi, không có một sự phản kháng nào. Cứ ngồi ở đó và cảm thấy khỏe khoắn, rồi ánh sáng sẽ đến. Dù mới đầu nó không sáng gì mấy, nhưng quý vị cũng biết có cái gì ở đó. Biết có cái gì khác với ánh sáng bình thường, khác với hình ảnh mà quý vị thường thấy. Giống như có màn ảnh trước mặt, đôi khi cảm thấy nó trống rỗng, giống như cái phòng trống. Dù để ngón tay ở đằng trước, cũng không cảm thấy, tưởng như là mình đang mở mắt nhưng không phải như vậy. Vì khi làm bất kỳ cái gì quý vị cũng không thấy, lúc đó quý vị biết. Nhưng không biết cũng không sao, quý vị bảo đảm có chỗ trên thiên đàng, cứ làm công việc của mình thôi. Chỉ cần quý vị có lòng thành, sự mong mỏi trong tim, tất cả những cái khác Thượng Đế đã biết. Nếu ông không biết thì mình chẳng cần đi thiên đàng làm gì, đúng không? Thượng Đế như vậy thì lên thiên đàng gặp người ngu đó làm chi? Cho nên, nếu quý vị tin Thượng Đế, tức là ông có biết, đúng không? Không cần hoang mang, không cần thắc mắc cái gì cả. Chúa Giê-xu nói rằng, trước khi các con hỏi, cha của các con đã biết rồi. Thành ra, những gì Chúa Giê-xu hứa là có thật, nhất là đối với những người tu Pháp Quán Âm. Tôi không biết những người khác như thế nào, tôi không thể bảo đảm cho tất cả mọi người, nhưng tôi có thể bảo đảm cho bất cứ ai đến với chúng ta. Lời Pháp Cam Lộ. Chúng ta đại diện cho tình thương, chúng ta đại diện cho Thượng Đế. Khi nào quên thì phải ráng nhớ lại. Đó là cách cho chúng ta trở nên vĩ đại. Đó là cách cho chúng ta ngộ ra Thượng Đế. Thượng Đế là tình thương vĩ đại. Càng thể hiện tình thương đó bao nhiêu, chúng ta càng gần quả vị Thượng Đế bấy nhiêu. Đó chính là ngộ ra Thượng Đế. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam Quốc tế Los Angeles, Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 12 năm 1998, nguyên văn tiếng Anh. Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 122.